tiếp tục đà phục hồi của du lịch năm 2022. 9 tháng năm 2023, Quảng Ninh tiếp tục đón tín hiệu tích cực từ ngành du lịch khi đón gần 13 triệu lượt du khách, tăng 41,7% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 24.460 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ. Theo kế hoạch phấn đấu cả năm 2023, Quảng Ninh đón 15 triệu lượt du khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch ước đạt 32.400 tỷ đồng. Bước sang mùa thu đông, các doanh nghiệp du lịch đã chủ động xây dựng đổi mới sản phẩm thu hút du khách trong những tháng cuối năm. Tập trung khai thác tối đa tiềm năng du lịch thu đông cùng lợi thế đặc trưng thiên nhiên, văn hóa đặc sắc để gia tăng trải nghiệm cho du khách, nâng cao sức cạnh tranh. Để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch đẩy mạnh triển khai công tác đón khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh, tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch, nhất là trong dịp thu đông và cuối năm. Điểm nhấn năm nay sẽ hướng vào điểm đến hấp dẫn có thương hiệu như Yên Tử, suối khoáng nóng onsen Quang Hành. Các địa phương phát triển mạnh du lịch 4 mùa như Tiên Yên với mùa vàng miền sóng cọ tại xã Đại Dực, Bình Liêu với hội mùa vàng, hội hoa sở, mùa cỏ lau. Đặc biệt là đến các hòn đảo trong dịp thu đông ở Quảng Ninh, du khách được trải nghiệm theo một cách rất riêng, cảm nhận trọn vẹn thiên đường du lịch biển đảo cùng nhiều hoạt động chương trình sôi động như huyện đảo Cô Tô, Quan Lạn Minh Châu. Đến với các điểm du lịch này vào mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm, chắc hẳn sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ dành cho mỗi du khách khi đặt chân đến với huyện đảo xinh đẹp này. Mùa thu tại khu di tích danh thắng Yên Tử. Về miền đất Phật mùa thu, đây là thời điểm để vãn cảnh chùa thích hợp nhất trong năm cho những tâm hồn tĩnh lặng là mùa thu chứ không phải mùa xuân, và Yên Tử là nơi được nhiều người lựa chọn. Yên Tử luôn là điểm đến thu hút hàng vạn du khách mỗi dịp đầu xuân, thậm chí hội xuân Yên Tử kéo dài cả 3 tháng mùa xuân. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng dịp cuối năm, cảnh sắc tại Yên Tử cũng có những nét đẹp rất riêng. Trong không gian văn hóa thanh tịnh của Yên Tử, vạn vật phủ nắng thu vàng, nhiều loài hoa tỏa hương khoe sắc, những loại cây rừng bắt đầu chút lá. Đi tham quan, đi du lịch, mùa này là hợp lý nhất. Nhất là Yên Tử mình ấy, đông khách bắt đầu là từ Tết, Tết cho hết đến tháng 3, hết tháng 3. Rồi có thể là sang cả tháng 4. Nhưng mà về cái mùa này, thứ nhất là khách đi vừa đi thoải mái, nhẹ nhàng và có thể là ngắm vừa vãn cảnh chùa rồi là vừa chiêm bái. Còn chẳng hạn như mà ra Tết, đơn giản thôi như cái xếp hàng để mà đi vào cáp treo rồi là đi lên bên kia lại xếp hàng lên cáp treo nó mất rất là nhiều thời gian của khách. Thì mùa thu Yên Tử thì phải nói có một cái sự gì đó nó rất là mát mẻ. Và mình cảm nhận nơi đây nó có cái chiều sâu, chiều lắng đọng. Và khi mà mình ở đây thì mình cảm giác có một sự thanh tịnh. Và nó mang một cái tính chất là hồn thiêng sông núi á. Mình rất thích cái nơi này. Về non thiêng Yên Tử, mỗi độ thu sang, du khách sẽ bắt gặp cái tinh khôi của núi rừng cùng năng lượng tâm linh. Những bước chân bình an trên đường Tùng huyền thoại, đường Trúc biểu tượng cho người quân tử sẽ đưa bạn trở về để lắng nghe và thấu hiểu chính mình. Mùa thu ở Yên Tử cũng là thời điểm diễn ra những nghi lễ quan trọng tưởng nhớ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Bởi vậy, mùa thu hành hương về dãy Yên Tử, về những địa danh cánh cung Đông Triều, không chỉ là tìm về đất Phật mà còn để tu tâm dưỡng tính, để sống chậm lại giữa những hối hả thường ngày. Nắm bắt được xu thế, nhiều sản phẩm du lịch dành cho mùa thu Yên Tử cũng đã được doanh nghiệp ở đây đưa vào phục vụ du khách. Bên cạnh đó, lễ hội Hoa Đăng gắn với chương trình Yên Tử Suối Nguồn Tuệ Giác sẽ được tổ chức ở quy mô lớn vào dịp cuối năm, phục vụ các đoàn khách lớn, khách du lịch MICE, tổ chức các hội nghị khách hàng ở Yên Tử. Đến Yên Tử mùa thu này, du khách còn được ngắm bình minh vào buổi sớm, tận hưởng những năng lượng và không gian rất đẹp của mùa thu Yên Tử. Yên Tử đẹp 4 mùa, nhưng mà tôi nghĩ rằng Yên Tử mùa thu là đẹp nhất. Chính vì vậy mà thành phố Uông Bí cũng đang triển khai một loạt các cái chương trình về mùa thu. Và Yên Tử đã có cái chương trình nhiều năm rồi, đó là về miền đất Phật mùa thu. Mùa thu này thì Tùng Lâm chúng tôi đang tập trung trau chuốt lại một số các cái sản phẩm mình đã có cho nó phù hợp hơn.
Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang làm một số các cái sản phẩm mới, đặc biệt là sản phẩm về về mai, về hội nghị hội thảo. Và chúng tôi đang hướng tới các cái tập đoàn lớn, các cái lữ hành lớn. Ngay trong thời gian tới đây thì chúng tôi đang cùng với thành phố Uông Bí để xây dựng một số hoạt động, ví dụ như là cái giải Việt dã chinh phục leo núi Yên Tử, rồi là liên hoan võ cổ truyền, rồi chúng tôi đang hướng tới một cái sự kiện về trình diễn yoga thật lớn vào trên cái đỉnh thiêng Yên Tử. Du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm khám phá cũng đang là một thế mạnh của Quảng Ninh. Các điểm du lịch như huyện Tiên Yên, huyện Bình Liêu là những điểm đến không chỉ giới trẻ ưa thích mà còn nhiều các lứa tuổi lựa chọn trong những năm gần đây. Mùa thu đông là mùa của những thửa ruộng bậc thang chín vàng, mùa của sương sỏ trắng tinh khôi, mùa của những cánh đồng lau trắng muốt. Dịp thu đông đến với Bình Liêu, du khách sẽ được hòa mình vào không khí của tuần văn hóa du lịch, hội mùa vàng Bình Liêu, hội hoa sở, lễ mừng cơm mới và nhiều hoạt động văn hóa thể thao đa dạng của đồng bào các dân tộc nơi đây. Với những bạn trẻ ưa thích du lịch phượt đến với Bình Liêu, không thể bỏ qua khám phá sống lưng khủng long, đỉnh núi cao hùng vĩ như Cao Ba Lanh, Cao Ly, Cao Xiêm, vườn hoa Cao Sơn, thác Khe Vằn, thác Khe Tiền, thác sông Móc. Những mốc biên giới đẹp và thiêng liêng, đây là những điểm đến hấp dẫn với du khách, nhất là trong mùa thu đông này. Nằm sát ngay cạnh huyện Bình Liêu là huyện Tiên Yên, nơi ngã ba của vùng Đông Bắc Quảng Ninh. Thời gian gần đây, địa phương đang từng bước xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, có sự tham gia của cộng đồng, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiên Yên có địa hình trải rộng, hệ thống rừng ngập mặn trải dài ven biển với trên 2.000 hectare, được đánh giá là đa dạng sinh học nhất miền Bắc. Nơi đây còn có nhiều phong cảnh đẹp như thác Bạc Sủi, ruộng bậc thang, đồi núi hùng vĩ. Với bề dày lịch sử, văn hóa, có nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp đã tạo cho Tiên Yên nét riêng có, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Các di sản văn hóa phi vật thể với nhiều loại hình khác nhau như trang phục, ngôn ngữ, phong tục tập quán, cùng với việc bảo tồn phát huy các lễ hội văn hóa thể thao truyền thống. Phố đi bộ Tiên Yên cũng góp phần tạo cho địa phương nguồn tài nguyên du lịch nhân văn giàu giá trị. Đây là những điểm khác biệt, là những tiềm năng, nguồn tài nguyên vô giá để du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn đến Tiên Yên khám phá trải nghiệm. Du khách đến với Tiên Yên mùa thu đông tại xã Đại Dực sẽ rất ấn tượng với những cánh đồng bậc thang lúa chín vàng. Vào khoảng thời gian này, Tiên Yên sẽ diễn ra lễ hội văn hóa thể thao dân tộc Sán Chỉ, mùa vàng miền xóm cọ. Nhiều hoạt động thể thao vui chơi trong dịp lễ hội như giao lưu bóng đá nữ Sán Chỉ, thi trình diễn trang phục dân tộc Sán Chỉ, thi ẩm thực, giã bánh chày, trình bày mâm cỗ, thi đấu các môn thể thao dân tộc, chạy Việt dã băng qua mùa vàng tại các tuyến đường hoa, ruộng bậc thang thôn Khe Lục, Phài Giác. Đây là những hoạt động thu hút rất nhiều bà con và du khách tham gia. Với thành phố Hạ Long, mùa thu đông được xem là mùa lãng mạn nhất trong năm và cũng là thời điểm đẹp nhất để tham quan, khám phá và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, thắng cảnh vịnh Hạ Long. Di sản thiên nhiên thế giới vào mùa thu không chỉ có vẻ đẹp không gian mà thời tiết còn rất ủng hộ cho các hoạt động khám phá, giải trí, thể thao trải nghiệm trên biển. Vừa ngắm cảnh di sản thiên nhiên thế giới vào mùa đẹp nhất năm, vừa được trải nghiệm đầy đủ những hoạt động giải trí trên vịnh là điều du khách có được khi tới vịnh Hạ Long mùa thu đông. Tham quan các điểm đến, tuyến sừng sốt tí tốt, hang cỏ phung phiêng có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất của du khách dù chỉ trong một ngày. Chuyến đi lần này rất tuyệt vời. Hạ Long, Việt Nam luôn là điểm đến được du khách Ấn Độ chúng tôi ưu tiên lựa chọn. Không chỉ có thiên nhiên tuyệt đẹp, chúng tôi còn được các bạn chào đón rất nồng nhiệt, giúp chúng tôi có những trải nghiệm đáng nhớ, rất là hạnh phúc. Đặc biệt, mùa thu đông năm nay, Quảng Ninh phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch, hình thành nhiều sản phẩm du lịch đẳng cấp, khác biệt và độc đáo, có sức cuốn hút mạnh mẽ dựa trên các giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và các tài nguyên du lịch nổi bật của tỉnh, trong đó chú trọng phát triển du lịch quốc tế, đồng thời với đẩy mạnh khai thác có hiệu quả du lịch nội địa, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.
liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và với các trung tâm du lịch lớn, đặc biệt là thủ đô Hà Nội để phát triển du lịch. Như các bạn đã biết rất nhiều năm nay, thì vào cái thời điểm sau tháng 7 và nửa cuối của cái tháng 8, đầu tháng 8 là bắt đầu là cái lượng khách sẽ giảm. Thì đấy là đặc biệt là rất là khó khăn đối với các doanh nghiệp mà đang hoạt động du lịch Quảng Ninh. Thì hiện nay thì năm nay thì có một cái điểm rất là mới và tôi cho rằng nó sẽ là một cái xung lực rất là lớn đối với hiện du lịch Quảng Ninh, đó là việc ngoài những cái điểm đến đã có sẵn thì tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt chủ trương là cho phát triển thêm 38 cái sản phẩm du lịch trải dài trên 12 huyện thị thành phố. Và trong đó có rất nhiều những sản phẩm có thể mang tính chất khai thác vào cái mùa sau thời điểm mùa cao điểm, đó là từ tháng 8 trở đi, đó là vào thời điểm mùa thu và mùa đông. Vào cái mùa thu và mùa xuân là cái việc đi trải nghiệm cái city tour ở về giá trị lịch sử, thì tôi cho rằng đấy là một trong những cái điểm mà khá là quan trọng. Thời điểm cuối năm cũng là cơ hội để du lịch Quảng Ninh gia tăng khách từ thị trường quốc tế, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch 4 mùa, đổi mới các sản phẩm du lịch mùa thu đông. Du lịch Quảng Ninh đang nỗ lực biến thách thức thành cơ hội, hấp dẫn du khách quốc tế bằng cách tạo ra nhiều trải nghiệm riêng cho mỗi mùa.